chữa cho chúng ta full cái đề thi giữa học kỳ 1 của trường Trung học phổ thông Cẩm Bình. Ok ạ, mình vào chiến luận. Câu số 1, hợp chất nào dưới đây thuộc loại amino acid? Cái phần này ngày hôm nay chúng ta là hack. Hack thì chúng ta sẽ sử dụng những cái skill kinh khủng nhất, skill bá đạo nhất để chinh phục được mức điểm cao nhất. Các bạn hiểu không ạ? Câu số 1 ạ. Hợp chất nào dưới đây thuộc loại amino acid? Thì amino acid là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử nó đồng chứa đồng thời là nhóm COH và nhóm NH2. Hay nói khác là các amino acid thì nó sẽ có dạng là R, COOH, A lần và H2N, B lần. Đúng không? Vậy những cái thằng là amino acid ấy, thì đáp án đúng của chúng ta nó là anh nào? Nó là đáp án đúng là đáp án A. Được chưa? Hello, đáp án đúng là đáp án A. Chào Minh Quang, cảm ơn em. Bạn Minh Lê, đề của thầy ghi tên trường em. Có mà, thầy lấy ở trên mạng đấy em. Thầy lấy ở trên mạng đấy. Trường Cẩm Bình, Hà Tĩnh hay là Thanh Hóa nhỉ? Thầy cũng không nhớ lắm. Hà Tĩnh hay là Thanh Hóa có Cẩm Bình. Ok, Nguyễn Ngọc Quỳnh, chính xác. 1A rất tốt. Câu số 2 các em ạ. Câu số 2 ạ. Một phân tử saccharose thì có cái gì? Thì một phân tử saccharose nó được tạo bởi từ một gốc alpha glu và một gốc beta group nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Uầy, thầy chào Hiền, thầy chào Quỳnh. Các bạn cũng comment đáp án đi ạ, comment nhanh lên. Hôm nay thầy sẽ hack cái đề thi giữa học kỳ nhá. Câu số 3. Mùi tanh của cá, câu này hay nhiều bạn hay sai này. Ok, Tuyên Dương, bạn Hoài Nam, bạn Minh Lê, bạn Lê Đức đã comment đúng câu số 2 ạ. Câu số 3. Mùi tanh của cá là do hỗn hợp một số amin, nhiều nhất là trimethylamin đấy, hôm nay mới biết cái mùi tanh của cá là do trimethylamin và một số chất khác gây nên. Công thức của trimethylamin là công thức của trimethylamin là gì ạ? CH3 tất cả 3 lần N. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ rất dễ. Đúng rồi, câu 3 ý B là chính xác. Tiên Dương, bạn Hiền, bạn Tùng nhá. Bạn Minh Lê, bạn Hoài Nam, Tiên Dương các em. Câu số 4 ạ. Câu số 4 ạ, công thức của tristerin ạ. Tristerin bắt nguồn từ axit stearic. Stearic là C17H35COOH. Vậy tristerin nó sẽ là C17H35CO tất cả 3 lần C3H5, đúng không? Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ok. Thầy Tuyên Dương, úi dồi ôi, câu 4 này nhiều bạn comment đúng đấy. Tuyên Dương, bạn Đức, bạn Ngọc Quỳnh, bạn Đông, bạn Minh Lê, bạn Hoài Nam, bạn Duy Tân, bạn Nhật Thùng, bạn Trịnh Văn Tùng, bạn Khánh Phương, bạn Thị Hiền, bạn Phùng Thảo. Ôi Tuyên Dương game xịn thế. Thầy chào Nguyễn Linh nhá, Nguyễn Linh comment rất là đúng luôn. Thầy chào Trần Thanh Tâm, chào tất cả bạn và các em. Rồi. Câu số 5 này nhiều đứa sai. Câu số 5 này nhiều đứa sai này. Các bạn cùng chọn xem câu số 5 đáp án gì ạ? Ôi Quỳnh chọn nhanh đấy. Tốt. Nhanh lắm, rất tốt. Khẩn trương các em ạ, câu số 5 này thầy nhớ là câu số 5 này có trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Và câu này thì nhiều bạn bị nhầm đấy. Rất nhiều bạn bị nhầm ở câu số 5 này. Ở đây anh em thấy các em chọn toàn đáp án D nhỉ? Chỉ có một bạn duy nhất là bạn Tân chọn đáp án B, là chắc khéo Tâm Tân gõ nhầm ấy nhỉ. Xem nhá. Quả chuối xanh có chứa chất X làm iốt chuyển thành màu xanh tím. Úi dồi ôi, iốt chuyển màu xanh tím thì chắc chắn nó chỉ có thể là tinh bột thôi. Đáp án đúng là đáp án D các em nhá. Tuyên dương tất cả các bạn chọn đáp án D ạ. Câu số 6 ạ. Chất không tham gia phản ứng thủy phân. Chất nào trong số những chất sau đây không tham gia phản ứng thủy phân? Thì để không tham gia phản ứng thủy phân thì khi và chỉ khi nó là monosaccharide. Nên là những tất cả những anh nào là monosaccharide thì mình chỉ có là anh gì ạ? Fructose và anh glucose thôi. Hai anh này là monosaccharide. Vì vậy nên đáp án đúng là đáp án B, bỏ glucose. Dễ nhỉ? Đề giữa kỳ dễ. Etinamin ạ, có công thức phân tử là gì ạ? Etinamin ạ. Etinamin. Bạn Hoài Nam bạn ấy bảo là tí thầy dồn chất béo đi, tí nó chất béo thầy dạy một cái phương pháp còn không cần phải dồn cơ. Hack, thế mới gọi là hack. Hack là chúng ta đi theo những cái cách mà đặc biệt mình chưa gặp bao giờ. Nó không phải là những cái cách cổ điển mà nó lại chọn được đáp án đúng với tốc độ cao nhất. Đấy gọi là hack nhá. Câu 7, etin là có hai carbon. Đúng không ạ? Etinamin, đáp án đúng là đáp án C, những câu này dễ. Câu số 8 ạ. Câu số 8 nào các em? Câu 8 đáp án gì ạ? Câu số 8. Anh em có comment đáp án ạ, câu số 8. Chất nào sau đây không phải là axit béo? Về thực ra thì axit béo chúng ta học có 4 axit béo.
đúng không? 4 axit béo. 4 axit béo là gì? Axit stearic, axit oleic, axit linoleic và axit palmitic, đúng không em? Thế vậy ở đây thằng không phải là axit béo thì nó chỉ có thể là A thôi, axit acetic C15H, sorry, axit acetic là CH3 CH3COOH. CH3 COH. Đấy. Tuyên dương tất cả đã, các bạn đã chọn đáp án A, Tuyên dương bạn Nam Khánh, bạn Việt Em, bạn Linh Trần, bạn Hoài. Ở Hoài Nam comment à Hoài Nam là comment câu 9. Thông Trần, cảm ơn Việt Em, chúc em một buổi tối hạnh phúc. Ok ạ, cảm ơn. À đây, Tuyên dương bạn Hoàng Chí Kiên, bạn Hoài Nam, bạn Phùng Thảo, bạn Lê Đê Đức, bạn Hương Dâu, bạn Khánh Vương, bạn Minh Lê đều đã comment đúng, rất đúng đáp án câu số 8. Câu 8 chúng ta đáp án A. Câu số 9 nào các em? Ethanol đơn chức mạch hở, thì chưa đọc đến câu số 9 mà các bạn đã comment rất là nhanh rồi nhá. Ethanol đơn chức mạch hở có công thức phân tử là gì ạ? Ethanol đơn chức mạch hở. Ethanol đơn chức mạch hở công thức là gì ạ? No đơn chức mạch hở CnHNO2 tất N lớn bằng 2. Ok nhá. Câu 10 ạ, amin nào sau đây là amin bậc 1? Thì amin bậc 1 nó sẽ có dạng là RnH2 đúng không em? Vậy là cứ có nhóm NH2 thì nó là amin bậc 1, vậy đáp án đúng là đáp án C. Được chưa? Câu số 11, tên gọi của este này, những câu này dễ quá nhỉ. Tên gọi este này, câu này cho điểm metin acetat. Metin acetat đáp án đúng là đáp án B bỏ. Câu 12 nào các em? 12 nào, 12 comment đáp án xem đáp án gì ạ? 12. Thế làm nhanh quá. Thế có làm nhanh quá không? 12 các bạn comment đáp án thì coi là 12 đáp án gì. Ở điều kiện thích hợp, hai chất này phản ứng với nhau tạo thành metin format. Metin format là HCOOCH3. Vậy để tạo thành một thằng phải là HCOH. Loại IA, một thằng là CH3OH. Vậy đáp án đúng là đáp án B luôn. 12B. Ok. 13. Bệnh nhân phải tiếp đường tiêm hoặc truyền dung dịch vào đường tĩnh mạch, đó là loại đường nào? Trong tất cả các loại đường chúng ta học chỉ có một loại đường duy nhất thôi được truyền trực tiếp vào vào máu. Thứ hai là anh này còn được gọi là huyết thanh ngọt, đúng không? Và có nhiều trong quả nho chín. Vậy nó chỉ có thể là anh glucose em nhá. C ạ. Câu 14 ạ. Amino acid thì có tên gọi là gì? Amino acid này có tên gọi là gì? Cái chỗ này chúng ta đã học rồi. Đúng không? Những bạn nào chưa học thì biết luôn. Thầy nói luôn. Glycine. Đáp án đúng là đáp án D ạ. Câu 14 ạ. Úi dồi ôi. Câu này hay này. Câu này là thực ra là đã hỏi rất là nhiều. Nhưng mà thầy nghĩ rằng là đến giờ phút này thì sẽ có khá là nhiều bạn bị quên đấy ạ. Este nào sau đây có mùi thơm của chuối chín ạ? Este nào sau đây có mùi thơm của chuối chín ạ? Chuối chín các em nhá. Nó giả được mùi chuối đấy, thế nên là bim bim vị chuối này, thạch vị chuối này, chè chuối này, tất cả nó sử dụng cái anh này, hợp chất hóa học này. Gì ạ? Isoamin acetat. Đáp án đúng là đáp án D ạ. Isoamin acetat. Câu 16. Chất nào sau đây là polysaccharide? Thì polysaccharide ý, thì mình gồm có là gì ạ? Tinh bột và sen đúng không các em? Nó đều chung công thức là C6H10O5 tất cả N lần, nhưng chúng nó không phải là đồng phân của nhau bởi vì cái số mắt xích của nó khác nhau. Vậy ở đây đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, nó là polysaccharide. Câu 17 ạ. Tính lưỡng tính của amino acid được thể hiện thông qua phản ứng với hai dung dịch nào sau đây? Thế thì cái tính lưỡng tính ấy, cái tính lưỡng tính nhá, nó là cái tính gì? Nó là cái tính mà có khả năng nhường và nhận proton mắt cộng. Thì khả năng nhường và nhận proton mắt cộng đấy nó được thể hiện khi mà phản ứng với hai dung dịch thôi. Một dung dịch đặc trưng cho axit là HCl thể hiện. Một dung dịch đặc trưng cho bazơ là NaOH. Vậy cái tính lưỡng tính được thể hiện thông qua phản ứng với hai chất là HCl và NaOH. Các em nhớ nhá. Câu 18 ạ. Nhóm
mà tất cả các chất đều tác dụng với dung dịch AgNO3 trong đợt 3. Nhóm nào ạ? 18 các bạn comment nhanh xem. Trong lúc chờ đợi các bạn comment, thầy gợi ý nhá. Nhóm mà tất cả các chất tác dụng với AgNO3 trong đợt 3 chúng ta phải lưu ý này, điều kiện này là có nhóm chó này, hoặc là có đầu HCOOR phẩy này. Đúng chưa? Thế thì những cái thằng mà tác dụng là gì? Glucose được, CH2 được, CH3CH1. Tại sao CH2H2 được? Nó là amidin. Nó có liên kết ba đầu mạnh. Đây, amidin này, CH2 này. Đấy, nó có hydro linh động nên nó thế được. Vì vậy nên câu 18 đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Và thầy tuyên dương tất cả các bạn đã làm đúng đáp án câu 18. Bạn Khánh Vương, bạn Thông Trần, bạn Phương Trinh. Phùng Thảo bị chọn nhầm mất là tiếc nhỉ. Phùng Thảo ơi, glycerol thì không tác dụng được với lại AgNO3 trong đợt 3 nhá em. À, bạn Việt Em, bạn Minh Lê, bạn Lê Đê Đức, tuyên dương các em. Câu 19 ạ. Cho các chất sau đây, chất nào làm đổi màu quý tín thành màu xanh ạ? Cho các chất sau đây, chất nào làm quý tín đổi thành màu xanh? Thì để mà quý chuyển thành màu xanh ấy, thì nó là đi từ anh NH3 đi lên đúng không? Vậy là mình sẽ có là NH3 và metinamin. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 20 ạ. Đun nóng este với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH sản phẩm thủy phân thu được là. Thế thì đây là một phản ứng là phản ứng xà phòng hóa. Thì với phản ứng xà phòng hóa này thì cho anh etin acetat này tác dụng với NaOH thì mình sẽ thu được là CH3COONa cộng với lại C2H5OH các em nhá. Vậy sản phẩm thu được chúng ta là CH3COONa và CH5OH, đáp án đúng là đáp án B bỏ. Câu 21. 21 một câu về carbohydrate. 21 à? 21 các bạn comment đáp án xem 21 đáp án gì. Đề bắt đầu khó hơn rồi đấy. Cái nếu các bạn để ý đề bắt đầu khó hơn. Chất X có các đặc điểm sau. Phân tử có nhiều nhóm OH. Thế thì có vị ngọt. Hòa tan siêu hai lần ở nhiệt độ thường ạ. Mình phải để ý cái từ này. Hòa tan siêu hai lần nhiệt độ thường. Vậy thì sen này không có hòa tan siêu hai lần nhiệt độ thường nhá. Tinh bột cũng không nhá. Phân tử có liên kết glycosid thì không thể glucose được, bởi vì glucose là monosaccharide. Không là mất máu nước brom, vậy nó chỉ có thể là saccharose thôi. Đáp án đúng là đáp án C. Rồi, úi dồi ôi, các bạn nhiều bạn bị lừa không thấy chưa? Thấy không? Rất tiếc. Lê Huy Việt Anh đã bị lừa. Việt Em chính xác. An Vũ chính xác. Thông Trần chính xác. Nguyễn Ngọc Quỳnh đã bị lừa. Hoài Nam đã bị lừa. Khánh Vương chính xác. Sơn Mạnh Chiến bị lừa. Trần Hữu Bắc chính xác. Lê Đê Đức chính xác, Minh Lê chính xác, Nguyễn Linh chính xác, Ngọc Mai chính xác. Để tuyên dương tất cả các bạn đã được nêu tên. Xịn chưa, xịn chưa? Đề này hay phết nhỉ. Câu 22 ạ. Ở điều kiện tích hợp amino acid này thì không phản ứng với chất nào? Không phản ứng. Thì amino acid này thì lúc nào nó cũng có nhóm COH. Đúng chưa? Lúc nào nó cũng có nhóm COH. Và NH2, vì vậy nên nó sẽ vừa có tính axit và vừa có tính bazơ. Vậy thì chắc chắn là nó sẽ phản ứng với NaOH. Mà đề bài hỏi không nhá. Và HCl. Thì amino axit thì chắc chắn nó phản ứng với amino axit để phản ứng trùng ngưng. Vậy thì không phản ứng với gì? B. Bỏ. B bỏ. Không phản ứng với KNO3 nhá. 22 đáp án B. Nào 23 nào các em. 23 này nếu bạn nào mà học thầy là biết ngay là cái câu này là trùng với một cái câu mà thầy đã mới cho chúng ta trong làm cho đề thi giữa kỳ. Và tất cả các anh em trong khóa S1 mà làm câu 23 này làm ngon ơ luôn, chọn ngay được đáp án luôn. Đúng không? Anh em S1 chọn ngay 23 đáp án gì? Xịn sò luôn nhá. Mấy ạ? Thực ra nhá, thầy hướng dẫn được luôn ạ. Glycerol tạo thành axit béo thì mình sẽ tạo được hỗn hợp, thì mình đặt anh này là số 1, anh này là số 2. Thì mình sẽ có cái sản phẩm trieste là 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, tổng cộng có 6. Được chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok. Đấy, thấy không? Minh Lê còn nhớ đúng không? Hôm nọ thì vừa mới dạy câu này xong. Thì các bạn thấy không? Kinh nghiệm để được điểm cao đề thi giữa học kỳ và cuối học kỳ 1 là coi like của thầy mình.
Câu 24 ạ. Dung dịch amin nào sau đây tạo kết tủa trắng với dung dịch brom ạ? Dung dịch amin nào sau đây tạo kết tủa trắng với dung dịch brom ạ? Dung dịch amin nào sau đây tạo kết tủa trắng với dung dịch brom? Thế thì để mà tạo kết tủa trắng dung dịch brom ấy thì nó không thể là etinamin, không thể là metinamin, không thể là dimetinamin được. Mà phenylamin này chính là anilin này. Có vòng benzen, có nhóm NH2 tác dụng với brom để tạo thành kết tủa 2,4,6 tribrom anilin nhá. Kết tủa màu trắng cộng 3HBr. Ok chưa? Phenylamin hay tên gọi khác là anilin, các bạn nhớ nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta ở đây nó là đáp án D. Đáp án chính xác nhá là đáp án D. Ok. Xịn luôn. Câu tiếp theo, câu số 25. Nào, câu này đếm đây, câu này đếm mới lại nhỏ này. Câu này mà làm được đúng mới thể hiện được đẳng cấp nhá, đẳng cấp. Các bạn cùng chọn cho thầy xem 25 đáp án gì. Cho các este sau, dãy của este được phản ứng dung dịch NaOH, đều phản ứng dịch NaOH là chuyện bình thường. Nhưng đun nóng sinh ra ancol là cái điều mà chúng ta cần có ở đây. Ethyl format sinh ra ancol ethylic. Vinin acetat sinh ra aldehyde. Đây, sinh ra aldehyde này cơ, CH3CHO bỏ luôn. Triolein sinh ra glycerol, lấy. Methyl acrylate sinh ra ancol methylic. Phenin acetat không sinh ra ancol mà nó sinh ra hai muối cộng nước. Vậy ở đây sinh ra ancol là 1, 3 và 4. Nên đáp án đúng là đáp án C. Đứa nào mà nhớ thì cái câu này cũng có ở bên trong cái đề este của thầy. Thầy cho làm suốt rồi. Câu 26 ạ. Este nào sau đây tác dụng được với dung dịch NaOH thu được natri format? Este nào tác dụng được với NaOH? Úi dồi ôi, câu này còn trùng y xì trong đề kiểm tra của thầy luôn. Mới cho xong. Natri format là HCOONa, đúng không em? Bạn nào coi thì từ đầu đến cuối cơ là bạn ấy nhớ ngay. HCONa. HCONa vậy thì đầu nó phải đầu HCO. Loại chỗ này là gõ bị lỗi. HCOCH3 đáp án đúng là đáp án A. 26A. 27 nào. 27 ạ. 27. Có bao nhiêu phát biểu đúng? Có bao nhiêu phát biểu đúng? Nhưng mà bây giờ mình chơi một cái trò chơi khó đi. Thầy đặt là A này, B này, C này, D này, E. Bao nhiêu phát biểu đúng và các em comment cho thầy xem là những phát biểu đúng là nào, là cái nào? Là A, B, C hay là A, D, E? Đấy. Mình chơi một cái game khó khăn hơn so với bình thường. Ui, làm nhanh không? Đúng một cái đề hack không? Mình mới làm cái đề này chưa đầy 20 phút ạ. Mà mình đã làm đến câu 27 rồi, các bạn thấy không? Xịn chưa? Thế mới bảo là cái buổi này là buổi hack đề. Cái buổi hack đề là chúng ta sẽ chữa theo trích và mẹo. Chúng ta không đi theo những cách cơ bản bình thường. Nhá, tí nữa có mấy câu vận dụng cao cơ. Hãy nhìn kỹ cái cách giải của thầy. Nó mới gọi là bá đạo trên từng hạt gạo. Thực ra thì trong quá trình mà thầy dạy cái khóa S1 của thầy thì chủ yếu là thầy dạy về cơ bản. Còn lại sắp tới sau khi mà học hết chương trình khoa học lớp 12 thì thầy sang cái khóa S2 là khóa tổng ôn. Thì với cái khóa S2 khóa tổng ôn đấy thì thầy sẽ chủ yếu nói sâu hơn về các mẹo. Đấy, đây này Phạm Linh Nhi này, mấy câu này làm trong đề khóa thầy gặp suốt, cảm ơn em. Mình có bao nhiêu phát biểu đúng các em? Ô, xác được coi là một đoạn mạch của tinh bột, sai hoàn toàn. Tinh bột thì được tạo bởi từ các gốc alpha glucose, còn xác thì là beta alpha glu và beta fructose. Tinh bột và sen đều là polysaccharide, B đúng này. Khi thủy phân hoàn toàn xác, tinh bột và sen đều cho một loại monosaccharide, sai. Xác là cho alpha glu và beta fructose. Eo, đọc cái này quen nhỉ. Làm đề của thầy thì quen kinh khủng luôn đúng không? Cái này sai, cái này gặp nhiều lắm. Thấy không? Cứ học thầy nhiều vào. Khi thủy phân hoàn toàn tinh bột và sen thì đều thu được glucose, chính xác. Fructose có phản ứng trắng bạc, chính xác, nhưng chứng tỏ fructose có nhóm CHO là sai. Eo ơi, cái trường này mà nếu mà học thầy á thì là đúng hết. Đây này, anh em sai nhiều lắm, các em sai nhiều lắm. A và D đúng,
còn lại A, à đâu, B và D đúng. A sai, xác không phải là một đoạn mạch của tinh bột. C sai bởi vì thủy phân xác còn thu được alpha glu và beta fructose. E sai là bởi vì là nó có trắng bạc thì được đấy, nhưng không phải là do trong phân tử có nhóm CH2. Vì vậy mình chỉ có B và D đúng thôi. Được chưa? B và D đúng, vì vậy nên đáp án đúng là đáp án B. Ôi dồi ôi, Tuyên Dương tất cả các bạn chọn B. Ui, anh em bị lừa nhiều thế, các em bị lừa nhiều thế. Tuyên Dương Ngọc Mai, Tuyên Dương Hoài Nam, Sầm Mạnh Chiến bị lừa rồi em. Sấp mặt luôn. Phương Trinh này là học ở trong khóa S1 của thầy nên không bị lừa. Thấy sức mạnh của khóa S1 chưa? Nam Khánh đã bị lừa, Nguyễn Ngọc Quỳnh đã bị lừa, Sầm Mạnh Chiến đã bị lừa. Lê Đê Đức, đề này dễ hơn đề trường em nhưng chưa đến Lê Đê Đức comment đáp án câu 27. Nguyễn Linh chính xác, Phùng Thảo đã bị lừa. Phạm Linh Nhi chính xác. Lê Huy Việt Anh đã bị lừa, Hoài Nam chính xác. Đấy, thấy không? Các em thấy không? Nhiều và đứa bị lừa không? Đúng rồi, Minh Lê giải thích chính xác ạ. Farouk trong môi trường kỳ âm chuyển hóa thành glu, không có chó. Nào, câu 28. Thế, Lê Đức cứ kêu đề dễ đi. Đây này, các em thấy không? Cái câu 28 này các em thấy không? Đề vừa mới hôm thứ tư chữa xong. Đấy, nếu mà các bạn ở bên trường này mà được coi cái buổi live của thầy hôm nọ nhỉ? Xịn ngay. Câu 28 ạ. Số đồng phân amin bậc 2 hợp chất C4H11N là... Ôi dễ ợt luôn, bao nhiêu các em? Mới học xong. Bậc 2 thì tách thành mấy số hạng ạ? Thành 2 số hạng nhỉ? Vậy mình có là 1 cộng 3, 2 cộng 2, 3, 4, 5, 2, 4, 8. 3 có 2, 1 có 1, 2 có 1, 2 có 1. 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 2 cộng 1 bằng 3. Vậy là 3 đồng phân. Đáp án đúng là đáp án. Bề bỏ cảm ơn Phạm Linh Nhi, nhẩm cái là ra chính xác, cảm ơn em. Câu 29 ạ. 29 lại một câu cháy amin. Đốt cháy hoàn toàn amin X no đơn chức mạch hở. Đề bài nói chúng ta là no nhé, đơn chức mạch hở nhé. Thì là no đơn chức mạch hở thì công thức tổng quát của nó là CnH2n cộng 3n cháy trong oxy thì sinh ra được CO2 u và N2. Yêu lại một câu dễ nữa. Số mol CO2 bằng 0,4. Số mol N2 là 0,05. Các bạn nhìn này, thấy đi, bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ. Vèo phát xong. Bảo toàn nguyên tố nitơ. Thực ra như này là chúng ta nhẩm đã được đáp án rồi. Nhưng mà thầy ghi này cho các em hiểu. Thế, thầy nói cách nhẩm trước nhé. Bảo toàn nitơ này, 0,05 x 2 bằng 0,01. 0,1. 4 chia cho 0,1 là 4. Vậy suy ra là C4. Thế vào đây, C4H11 nào, chọn A luôn. Đấy là cách nhẩm. Thế còn bây giờ thầy biểu diễn cái cách nhẩm cho chậm lại để các bạn nhìn, để cho các bạn hiểu cái cách nhẩm như nào. Thì bảo toàn nguyên tố nitơ thì nitơ trước phản ứng là nằm trong amin. Thì số mol amin X do đề bài cho đơn chức nên chỉ có một nitơ thôi. Thì bằng sau phản ứng trong N2 thì có 2 nitơ. Vậy là bằng 2 nhân 0,05 bằng 0,1, các bạn nhìn chưa ạ? Thế thì hoàn toàn mình sẽ tìm ra được là số nguyên tử carbon nó chính bằng là số mol CO2 là 0,4 chia 0,1 bằng 4. Và do nó là amin no đơn chức mạch hở nên mình thế vào đây mình sẽ được nó là C4H11 đó. C4H11 nữa. Đấy, các em thấy không? Skill của thầy Minh nhanh không ạ? Đấy. Thì các bạn chú ý nhá. Làm cái đề này là biết là trong cái chuỗi ngày vừa qua thầy dạy chúng ta live ở ngoài tường này, ở ngoài fanpage này. Từ bài este sang bài carburat sang bài amin sang 5 cái đề thi thử của thầy, thì hôm nay thầy chữa thử cho cái đề này của một trường cấp 3 vừa thi xong, thì chúng ta sẽ thấy rằng là làm sao ạ, nó làm sao ạ, trùng rất là nhiều với những câu thầy đã dạy và có rất nhiều skill của thầy được ứng dụng ở trong những bài này, đúng không? Và cái đề ngày hôm nay ấy, thì thầy đã gõ cả giải chi tiết ra rồi. Và có cả file đề rất là đẹp, chuẩn PDF. Những bạn nào mà muốn sở hữu cái đề này để in lại xong rồi làm lại cho kỹ hơn và lấy được file đáp án nhìn cho nét và xịn hơn để chúng ta xem kỹ hơn, thì các bạn giúp thầy tag 3 bạn của em vào đây nhá, xong inbox cho fanpage để nhận được bản nét căng. Thấy chưa? Nào, câu 30. Cảm ơn bạn Phạm Linh Nhi. Cảm ơn em. Sáng nay kiểm tra trên trường em dùng mấy phương pháp của thầy dạy em làm có hơn một nửa thời gian. Đấy, kinh không? Các phương pháp của thầy sẽ giúp cho ông ta nhân gấp 5 lần tốc độ làm bài.
Thôi thực ra 5 lần là thầy vẫn còn nói giảm và tránh ấy nhỉ. Có 30 nào. 30 cho xịn các em ơi. Cho 20 gam hỗn hợp gồm 2 amin no đơn chức. 2 amin no đơn chức mạch thở. À. Đề bài cho 2 amin no đơn chức mạch thở nhá. Vậy nếu là amin no đơn chức mạch thở thì mình ký hiệu đi. Là R NH2 đi. Tác dụng vừa đủ với HCl. Đủ. Thì thu được muối. Thế thì ở đây thì có một cái skill giải nhanh. Skill giải nhanh của thầy. Đó là số mol HCl thì luôn bằng số mol NH2 và luôn bằng M muối trừ M amin chia 36,5. Vậy bây giờ mình cần áp công thức vào là xong. Nhá. Cảm ơn Sầm Mạnh Chiến nhân 10 chứ nhân 5 gì. Thôi thì nói giảm nói tránh thôi. Chỉ nói nhân 5 thôi. Chứ nếu mà nói nhân 10 thì các bạn nghe lại ảo quá, lại tưởng thấy chém gió. Thực ra là thôi nói nhân 2 thôi. Thực ra vậy. Nói nhân 2 thôi, không bạn đã cứ tưởng thầy nói ảo. Bởi vì nhiều bạn không tin là có những cách giải được như vậy. Nào, ở đây mình bấm máy tính cho thầy nhá. 31,68 này trừ đi 20 này được bao nhiêu chia 36,5 này bằng 0,32. 0,32 mol. Vậy 0,32 mol thì chia cho 1 thì bằng 320. Đứa nào mà học thầy thì đứa nào học trong khóa S1 của thầy thì sẽ thấy cái câu 30 nó giống y xì như cái ví dụ số 2 ở bên trong đề khóa S1 của thầy về phần amin nhá. Chung cả số luôn. Thì chỉ việc thuộc đáp án và tô. Đây là cách giải chậm. À đây là cách giải nhanh sử dụng công thức skill hack. Ok, Tuyên Dương, bạn Lê Huy Việt Anh, bạn Phùng Thảo, bạn Việt Em, bạn Phạm Linh Nhi, bạn Phan Phương Anh, bạn An Vũ, bạn Thông Trần, bạn Minh Lê, bạn Việt Em, bạn Nguyễn Linh, bạn Hoài Nam đã comment rất là đúng đáp án ngày hôm nay. Các bạn nữa tiếp tục ạ. Phải chiến đấu khô máu luôn. Đến câu 30 rồi. 7,5 điểm rồi. Thấy hack không? Cho 0,1 mon. Trước hết là phải xin lỗi các em là cái đề này là mới thi. Và cái chị trợ giảng của thầy là gõ hết tốc lực cái đề này nên là nhiều lúc là chị gõ còn lỗi một chút. Thì xin lỗi các em, thầy sẽ trừ lương chị đấy bởi vì chị ấy bị gõ lỗi nhá. Đun nóng 0,1 mol STX đơn chức. X đơn chức với dung dịch NaOH. Đây X. 0,1 mol đơn chức có dạng là RCOOR phải. Với dung dịch NaOH. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được ancol ethylic RCOONa. Ancol ethylic là C2H5OH. 9,6 gam chất rắn khan. Thì số mol NaOH ở đây là 1 nhân với 0,135 là bằng 0,135. Vậy điều này mình biết được chắc chắn là RCOONa số mol là 0,1. Và NaOH dư là 0,135 trừ 0,1 bằng 0,035. Và khối lượng chất rắn ở đây là 9,6 là chính bằng khối lượng hai bọn này. Đúng không ạ? Nên hoàn toàn tới đây mình sẽ có là 9,6 sẽ bằng là 0,1 nhân với khối lượng này, phân tử khối này là R cộng với cụm này là 67 này. Cộng với 0,035 nhân 40. Từ đó mình tìm được R. Bấm máy tính nhanh các em nhé. 9,6 này trừ đi 0,035 này nhân 40 này chia cho 0,1 này trừ đi 67 này bằng 15. R bằng 15 ạ. R bằng 15 thì suy luôn nó là CH3 đúng không? CH3 15. Mà nó lại sinh ra là CH5OH. Vậy đáp án đúng của chúng ta chỉ có thể là CH3COCH5 đáp án C. Skill bá đạo chưa? Các em thấy không? Những skill của thầy Minh cực kỳ bá đạo. Câu 32 này. Câu 32 còn nhanh nữa. Nhìn kỹ nhá. Câu 32 ạ. Cho 15,75 gam. 15,75 gam. Hỗn hợp gồm C2H5NH2 H2N CH2 COH phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl amon thì thu được muối. Ui rồi ôi, lại sử dụng cái skill vừa nãy nhờ. Đứa nào học amin của thầy Minh rồi thì xịt luôn. Vậy mình có số mol nhóm số mol HCl chính bằng số mol NH2 và bằng m muối biết rồi này. 24,875
24,875 trừ đi 15,75 chia cho 36,5 bằng bao nhiêu ạ? Cảm ơn bạn Việt Em. 24,875 trừ đi 15,75 bằng chia 36,5 bằng 0,25 mon ạ. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. Câu A3. Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ là glu và fluoruc có khối lượng là 27 g. Thế thì glu và fluoruc mình để nguyên nó là C6H12O6 đi. C6H12O6 cho ít tác dụng với lượng dư AgNO3 trong nửa 3 thì nó sẽ chán được hàng bạc. Khối lượng là 27 mà phân tử khối của C6H12O6 là 180, mình có 27 chia 180 bằng 0,15 mol. Vậy hoàn toàn mình suy được số mol bạc là 0,15 nhân 2 bằng 0,3. Vậy 0,3 mol bạc thì mình tìm được khối lượng bạc là 0,3 nhân 108 bằng 32,4 gam. Đáp án đúng là đáp án C. Xịt luôn nhỉ. Câu 34 ạ. Cho 15,84 toàn các skill hack ạ. Như thầy đã giới thiệu với các em, hôm nay cái buổi hôm nay là chỉ dạy skill hack thôi, không dạy những cái câu giải theo phương pháp bản chất. Chứ không suốt ngày dạy bản chất rồi. Hôm nay các bạn cứ bảo là thầy Minh chả chỉ có cách giải chậm không có cách giải nhanh. Thực ra là đầu tiên là mình phải học theo cái kiểu hiểu bản chất trước đã. Sau khi các em hiểu thực sự bản chất rồi thì thầy mới dạy chúng ta đến những cách giải nhanh. Thì hôm nay thực ra là một cái buổi live vui vẻ thôi. Bởi vì thầy biết rằng là những cái skill này của thầy sẽ không phải là tất cả các bạn coi cái buổi ngày hôm nay đều có thể ứng dụng được hết các skill này đâu, bởi vì các bạn không có nền tảng bản chất. Hoặc là các bạn có thể là cưỡng ép áp dụng nhưng áp dụng sẽ bị áp dụng sai và sẽ bị chọn phải đáp án sai. Bởi vì chúng ta không hiểu bản chất. Nên lúc nào các em phải hiểu là nhá, lúc nào muốn giải nhanh thì chúng ta phải có cả một quá trình và chúng ta phải hiểu bản chất trước đã. Rồi chúng ta mới nâng level lên skill giải nhanh được. Và skill giải nhanh thì sẽ dạy khá là nhiều ở bên trong cái khóa tổng ôn nhá. Câu 34, đốt cháy hoàn toàn 15,84 gam hỗn hợp gồm CH3COO C2H5. Chỗ này gõ nhầm này. C2H5 COO CH3. Thực ra hai anh này đều có chung một công thức là C4H8O2 các em nhé. Thì mình sẽ tìm được số mol của nó, 15,84 chia cho phân tử khối là 88 bằng 0,18 mol. Đốt cháy thì mình sẽ thu được hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Mình bảo toàn carbon ạ. Thì số mol CO2 là 0,18 nhân 4 ạ. Nhân 4. Số mol nước là 0,18 nhân 8 chia 2. Cũng nhân 4 luôn. Bằng 0,72 mol. 0,72. Rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy đi qua nước vôi trong thấy khối lượng bình tăng. Đi qua nước vôi trong mà lại thấy khối lượng bình tăng. Chỗ này các bạn hay bị nhầm nhiều nhất, bởi vì các bạn bị sai giữa là khối lượng bình tăng và mờ dung dịch. Thì thầy nhắc lại là m bình tăng là bằng tất bằng khối lượng của tất cả những cái vào bình. M bình tăng thì chính bằng khối lượng của tất cả những cái vào bình, và những cái vào bình là CO2 và nước. Nên nó chính bằng khối lượng của CO2 cộng với lại khối lượng của nước. Được không ạ? Và bằng 0,72 nhân 44 cộng 0,72 nhân 18 và bằng bao nhiêu ạ? 0,72 nhân 44 cộng 0,72 nhân 18. 44,64 gam. 44,64 gam. Đáp án đúng là đáp án D. D các em nhé. Xịn chưa? Câu 35 ạ. Ui giời, 35 sử dụng skill của thầy còn kinh điển hơn. Các bạn xem kinh điển nào nhé. 0,1 mol alpha amino acid dạng. Đây, X đây. H2N này. R này. COOH này. Đặt nó là X này. 0,1 mol này. Tác dụng HCl này. Thì tạo thành muối này. Thì bây giờ mình có rằng là số mol nhóm NH2 chính bằng số mol HCl nhé. Các bạn cùng nhìn skill của thầy nhá. 0,1 đúng không? Khối lượng muối biết rồi bằng 12,55 đúng không? Vậy hoàn toàn ở đây bây giờ chúng ta sẽ tìm được là bảo toàn khối lượng. Thì mình sẽ tìm được khối lượng của amino acid cộng với lại khối lượng của HCl thì bằng khối lượng của muối đúng chưa? Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được khối lượng của amino acid thì bằng khối lượng của muối là 12,55
trừ đi khối lượng HCl là 0,1 nhân 36,5 bằng ạ. 12,55 trừ 0,1 nhân 36,5 bằng 8,9. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được phân tử khối của amino acid bằng 8,9 chia 0,1 bằng 89. Và 89 với cái skill thầy đã dạy các em ạ. 89 là gì ạ? 75 là Gly, 89 là Ala, chọn luôn. Không phải nói năng gì nhiều, không phải đi tìm rò làm gì nhiều, không phải viết ra làm gì nhiều cho mệt. Đúng không? Thấy không? Nếu các em sở hữu trọn bộ tất cả các skill của thầy thì tốc độ giải bài thôi nói giải nói tránh là nhân gấp 3 nhá. Thôi không, thực ra các bạn trong khóa của thầy toàn nhân gấp 5, gấp 10 cơ, nhưng thôi, nó giải nói tránh nhân gấp 3 thôi nhá. Anh em S1 nào đang coi livestream của thầy thì vào đây kiểm chứng gái nhở. Có 36. Có khéo bọn S1 nhà thầy nó bảo là đề này dễ quá, nó còn chẳng thèm làm ấy. 36 ạ. Tiến hành thí nghiệm điều chế etin acetat theo các bước sau đây. Nỗi sợ của các em đúng không? Nhưng là món ngon của bọn S1 nhà thầy, bởi vì những cái câu đấy nó luyện rất nhiều. Mục đích chính của việc đầu tiên thì bài hỏi là chọn nhận định sai nhá. Mục đích chính của việc thêm NaCl bão hòa để tránh phân hủy sản phẩm sai. Tăng trọng lượng riêng cơ. Sau bước 3 chất lỏng cho ống nghiệm tách thành hai lớp. Chính sau bước 3 chất lỏng cho ống nghiệm tách thành hai lớp. Chính xác. Sau bước 2 cho ống nghiệm vẫn còn, chính xác, đây phản ứng mà ST hóa thì vẫn còn mà. 24 đặc có vai trò vừa làm xúc tác và tăng hiệu suất, chính xác. Vậy sai là thấy không? Món ngon biết bọn S1 nhà thầy đấy ạ. Câu 37 ạ. 37 các em nhìn thấy khó không? Từ từ, 37 này khó nhưng mà tí nữa giải theo cách nhanh nhé. Nhưng mà thầy muốn hướng tới các em câu 38 này, các em nhìn thấy khó không nào? 38 nhìn thấy khó đúng không? 38 nhìn thấy cực khó đúng không? 38 37 khó tương đương nhau đúng không? Thế các bạn nhìn này, nhìn kỹ nhé. Skill này. Saccharose 342 đúng không? Cellulose 162N đúng không? Glucose 180 đúng không? Fructose là 180 đúng không? Lấy 8,55 chia 342 0,025 mol tròn. 8,55 chia 162 0,052777 không có tròn, bỏ. 8,55 chia 180 0,0475 vẫn tròn. Nhưng hai này giống nhau. Mà ở đây là gì ạ? Đun nóng với dung dịch HCl là thủy phân rồi, Fructose và glu không thủy phân. Vì vậy đáp án đúng đáp án A. Các bạn bảo khó mà. Bao nhiêu giây cho câu này ạ? Bao nhiêu giây ạ? Vậy học hết xong. Đúng không? Xịn chưa? 39 khó này. 40 khó này, thôi bây giờ giải nghiêm chỉnh nhá. Bây giờ giải nghiêm chỉnh với skill giải 37 đi. Bây giờ mình còn 3 câu khó. Nhưng mà thầy nói trước là 3 câu này thầy giải với skill giải nhanh của thầy nhá. Các bạn chú ý vào đây. Các bạn thực sự chú ý vào đây. Đốt cháy skill nhanh lắm. Đốt cháy hoàn toàn M gam hỗn hợp E. Bao gồm hai este mạch hở là X và Y. Đều được tạo bởi từ axit và ancol MX nhỏ hơn MY, nhỏ hơn 150. Đốt cháy ạ. Thu được khí CO2 H2O. Số mol CO2 bằng 5,376 chia 2,4 bằng 0,24 mol. Cho M gam E tác dụng hết với ông dịch NaOH. Thu được hỗn hợp ancol Z. Ancol Z là 3,768 và dung dịch T chỉ chứa một muối. Toàn bộ Z tác dụng với natri dư. Thu được khí hydro 0,06. Cô cạn T thu được ít cả muối. Xác định, đề bài yêu cầu xác định. Thế thì có phải là từ số mol hydro này sẽ suy được số mol OH của ancol bằng 2 lần số mol H2 và bằng 0,12. Được không ạ? Ok không? Ok chưa? Thế
Ở đây mình có số mol OH của ancol phải chính bằng là số mol nhóm COO không? Vậy ở trong này mình sẽ có là số mol nhóm COO bằng 0,12. Ok không ạ? Vậy mình sẽ suy ra được một cái tỷ lệ là số mol carbon chia cho số mol nhóm COO bằng số mol carbon là chính bằng số mol CO2 bằng 0,24 chia số mol CO là 0,12 bằng 2. 2 chia 1. Có nghĩa là nếu mà có một nhóm CO thì chỉ có hai nguyên tử carbon thôi. Vậy suy ra thằng mặt khác thằng X nhỏ thằng Y nhỏ 150. Vậy thằng X chỉ có thể là HCOOCH3 thì nó mới thỏa mãn tỷ lệ 2 trên 1. Đây đúng không ạ? Một nhóm CO và hai carbon. Và anh bên dưới này anh Y bắt buộc phải là COOCH3. COOCH3 thì nó mới thỏa mãn cái tỷ lệ đây là 4 carbon này và hai nhóm CO. Và nó nhỏ 150. Skill thì dã man chưa? Skill thầy cân tim chưa? Thế xong rồi. Giờ đây bài hỏi cái gì? Giá trị của muối gì? Một muối. À đâu, sorry. Không phải anh này. Rơi bút rồi. Anh này ra hai muối nên không thể là anh này đúng không? Vậy nó còn một trường hợp nữa. Anh này ra hai muối mà đề bài nó chỉ một muối thôi. Vậy thì nó còn một trường hợp nữa là HCOOCH2 HCOOCH2 thì lúc này sinh ra một muối. Là HCOONa. Và cái số mol HCONa này nó chính bằng số mol nhóm COO. Đây ạ, bằng 0,12. Vậy mình tìm được khối lượng luôn. Khối lượng muối mà đề bài hỏi khối lượng muối mà. 0,12 nhân 68 bằng 8,16 gram. Đáp án đúng là đáp án C. Các em thấy kinh điển chưa? Vận dụng cao à? Vận dụng cao à? Vận dụng cao cân hết. Chúng tôi không sợ vận dụng cao. Những câu này những câu bình thường. 39 ấy gì? 39 các bảo bạn bảo quy đổi ấy gì? Đây nhìn vào đây nhá, không cần quy đổi luôn. Tôi pha vào skill của tôi nó kinh dị luôn. Các em nhìn nhá. Thủy phân hoàn toàn chất béo X trong dịch NaOH thu được glycerol C3H8O3 và hỗn hợp hai muối gồm natri oleat C15 H31 CONa, natri stearat C17 H35 CONa. Đốt cháy Mg cần vừa đủ oxy 154,56 chia 32 bằng 4,83. Thu được CO2 150,48 chia 44 bằng 3,42 nước. Mặt khác Mg tác dụng tối đa với brom về ml. Được chưa? Nhìn kỹ nha, nhìn kỹ nha, nhìn kỹ nha. Thế bây giờ này, các em nhìn kỹ này. Thầy sẽ có. Thực ra nhá, ở đây nhá, bây giờ nhá. Và hỗn hợp hai muối này chưa biết. Hai muối này chưa biết. Nó là C10, mấy gốc C15 và mấy gốc C17. Đây chỉ nói là hỗn hợp hai muối natri oleat và natri anode chết rồi, toang 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 thấy ghi nhầm. Natri oleat cơ mà, thấy ghi nhầm ạ. Natri oleat là C17H33 và stearat. Thế thì xong rồi. Vậy ngay tức mình tìm được luôn số nguyên tử carbon của X. Đây ạ, 17 cộng 1 là 18, 17 cộng 1 là 18, vậy là 18 nhân 3. Cộng 3 nữa là C57 HiO6. Vậy mình bảo toàn carbon, mình có 3,42 chia 57. 0,06 mol. Được chưa? 0,06 mol. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol nước. Tại sao ở đây thì lại tìm được số mol nước? Tại vì thế này. Thầy có được luôn nhá, thầy có được luôn số mol nước luôn bằng cách là bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. 0,06 nhân 6.
cộng với 4,83 nhân 2 trừ đi 3,42 nhân 2 bằng số mol nước luôn 3,18. Và sử dụng một công thức thần thánh của thầy Minh. Các bạn xem công thức thần thánh nhá. Mình có này, nhìn kỹ này. Số mol liên kết pi CC thì bằng số mol CO2 trừ số mol nước trừ số mol cháy nhân 2. Được không ạ? Và bằng. Đây, 3,42 trừ đi 3,18 trừ đi 0,12. 3,42 trừ 3,18 trừ 0,12 bằng 0,12. Thế có phải số mol liên kết PCC chính bằng số mol brom phản ứng không? Và số mol brom phản ứng bằng 0,12, vậy thể tích sẽ là 0,12 chia 1 là 0,12 lít. Và 0,12 lít này thì tương ứng với lại 120ml không? Đáp án gì? Xịn chưa? Các bạn quy đổi làm gì khi có những cái skill thần thánh này của thầy? Lấy 10 điểm nhá, lấy 10 điểm nhá. Lấy 10 dễ như lòng bàn tay luôn. Thế mới bảo là hack. Hack đề là đây. Đây mới gọi là hack á. Không quy đổi. Nhanh hơn cả quy đổi. Câu cuối cùng. 40 anh em sợ gì, các bạn sợ gì? Xem nhá. Chất X công thức phân tử là C4H9NO2. Mình tìm được số mol này, 10,3 chia cho mạng ngoặc đơn này, 12 nhân 4 cộng 9 cộng 46 bằng 0,1. Phản ứng vừa đủ với NaOH. Sinh ra một chất khí Y. Mà dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí. Và làm quỳ. Chuyển màu xanh. Dung dịch Z là mất màu. Brom. Thế thì nặng hơn không khí thì nó không thể là NH3 được. Mà không thể NH3 thì mình lần ngay đến thằng gì ạ? CH3 NH2 xem nào. Thì anh này đúng là bằng 31 lớn hơn 29 thật. Vậy Y là CH3 NH2 đi. Thì nếu Y là CH3 NH2 thì Z nó sẽ là thằng nào mà làm mất màu dịch brom thì nó phải có nối đôi CC. Đúng không ạ? Vậy mình vẽ này. COO này, H3N này, CH3 này, và anh này còn là C4 trừ đi 2 thì còn là C2. H9 trừ đi 6 thì còn là H3. Đây ạ, đúng là mất màu chưa? Vậy suy ra mũi Z của chúng ta là gì ạ? C2H3COONA. Số mol bằng 0,1. Tìm khối lượng luôn. 0,1 nhân mạng ngoặc đơn. 24 cộng 3 cộng 67 bằng 9,4 gam. Xong ạ. Đề này chẳng có câu nào khó. Đề này chẳng có câu nào khó luôn các em ạ. Và các bạn nào muốn sở hữu được cái đề giải full bằng những skill kinh điển này của thầy thì hãy tag 3 bạn của em vào trong buổi live ngày hôm nay. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã theo dõi cái buổi live hack đề thi giữa học kỳ 1 của thầy. Hy vọng rằng các em có thể theo dõi những buổi live free này và nhận được nhiều giá trị từ thầy hơn khi mà chúng ta học được nhiều skill hơn. Dĩ nhiên, thầy luôn luôn khuyến khích chúng ta phải học theo bản chất và theo quá trình để các em có thể nắm vững được các skill của thầy. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay. Bye bye, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại chúng ta vào các buổi sau ạ.